Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay em có một cây kính Cartier giao lưu cùng với anh em. Cartier thì em bán rất là nhiều về sản phẩm Cartier, đa số là ba mảnh, căng cước thì có một chút. Và hôm nay thì em lên một cây kính nó có một sự kết hợp rất là hay, tạo nên sự khác biệt đối với những anh em chơi về nhiều kiểu dáng của Cartier. Đây là chiếc hộp nó. Đây là cái mắt chiếc này càng của nó là dài 140 cho nên là anh em có thể thoải mái. Cái phần vàng này vẫn là nó là mạ vàng dày của dòng Cartier. Những cái vòng Cartier thì mạ vàng rất là dày. Chiếc này em bán giao lưu với giá là 12 triệu. Tình trạng chiếc kính này thì còn rất là mới, mặt trước là bằng nhựa cao cấp. Đối với những cây kính Cartier như thế này thì có lẽ là phù hợp với lại những anh em văn phòng nhiều hơn. Một cây kính trong cái kiểu dáng nó khá là khác với những chiếc kính trước kia mà em đã giao lưu cùng với anh em. Rất là nhiều anh em thích những cây ba mảnh, tuy nhiên đây là cũng là một cái sự lựa chọn không hề tồi. Thứ nhất là trong cái tầm về tầm giá, cái thứ hai đó là cái kiểu dáng kiểu cách, bởi vì đa số anh em chơi về kính thì không phải là chơi chỉ có một cây kính mà chơi rất là nhiều về các cái kiểu dáng thương hiệu. Còn đối với những anh em mà chơi kính thì chỉ có một phần về kính, có nghĩa là mình chỉ đeo một hai cây thì cũng trong cái tầm giá một thương hiệu Cartier như thế này thì đây là một tầm giá rất là tốt. Đó, các cái phần nhựa thì anh em có thể thấy nó là phần nhựa bằng giống như đồi mồi, màu đồi mồi. Còn đây là các cái phần mà anh em quá quen thuộc rồi, một trong những bản Cedar Core đời mới. Mặt của em là size 58 và cái kính này trong cái tình trạng là mình 58-60 đều đeo ok, em thấy bản khá là rộng. Tình trạng của nó còn khá là mới, đây là một cái kính ở trong nó được khoảng 90-95%. Các anh đánh giá tình trạng nó rất là đẹp. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả và thành công.